Rạng sáng ngày 25 tháng 6, ngày sinh nhật lần thứ 19 của tôi, tiểu đoàn 3 của chúng tôi được lệnh rút về phía sau để nghỉ ngơi và củng cố. Trận địa phòng ngự chi phu được giao lại cho D1 đảm trách. Bàn giao trận địa xong, chúng tôi rút theo lộ 1 về tuyến sau. Gọi là tuyến sau, nhưng thực chất cũng chỉ cách tiền duyên chừng hơn 1 cây số. Thôi thế cũng ấm chán. Nơi chúng tôi nghỉ ngơi chính là cứ anh nuôi của đại đội, một ngôi nhà sàn nằm nép mình bên phải lộ 1. Ngay trên mặt lộ bên cạnh cứ, hai khẩu 105mm và hai khẩu cối 106,7mm của quân đoàn hay sư đoàn, suốt ngày đêm ầm ầm nhả đạn. Chúng tôi tranh thủ tắm giặt, ngủ nghe sau một tuần chiến đấu căng thẳng. Cả đại đội nồng nỗng ào ra thửa ruộng phía sau cứ, nước ruộng trong văn vắt. Nào chạy nhảy, cười đùa té nước, ầm ĩ cả một góc đồng. Nào, cho tao xin tí xà phòng. Mày quê ở Phú Thọ à? Thôi, kỳ cho tao cái lưng. Chiếc dép cao su trở thành vật dùng để kỳ cọ rất hiệu quả. Ghét cứ bay đi hàng mạng, vì cả tuần có tắm giặt gì đâu. Chỉ còn lại những tấm lưng phản ngực đỏ au, sạch sẽ, mỡ màng. Quần áo phơi đầy trên những bụi cây lúp xúp. Chúng tôi nhanh chóng tạm quên ngay những ngày máu lửa, bi thương vừa trải. Mưa lúc nào, mát mặt lúc đó. Lính mà em. Lại có thư, thằng nào ít cũng phải có 2-3 lá, tòng teng nằm trên cánh võng. Lúc này lũ lính mới chúng tôi vừa được nhận quân trang bổ sung. Quần đùi áo may ô thoải mái, thằng thì đọc thư, thằng viết thư, thằng nghêu ngao hát hò vui vẻ. Năm chán, tôi lại đi lên mặt lộ xem mấy khẩu pháo của ta bắn. Hay thật, tôi nhìn rất rõ quả đạn 105mm bay ra khỏi nòng. Có lẽ gia tốc lúc ban đầu còn nhỏ nên đạn bay rất chậm, nhìn rõ mồn một. Dưới bếp, mấy anh nuôi đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chủ tài nấu nướng bồi dưỡng cho mấy thằng thoát chết trở về. Bữa ăn có gì nhỉ? Dưa leo, rau sống, bánh tráng, thịt heo luộc, thịt rang mặn, cơm canh đủ cả, thuốc dê thì hàng táp. Tất nhiên là không thể thiếu được can rượu trong vắt như mắt mèo. Bao nhiêu phụ cấp toàn đơn vị đều do anh nuôi giữ hộ cả. Ngoài tiền mua thuốc dê, vở viết, có ghi đô, dùng để cuốn thuốc là chủ yếu. Mấy thứ lặt vặt để gửi lên trên chốt, còn lại đổ tất vào những cuộc này, nhậu này cả. Gạo tiền của thằng đã chết, của thằng đã bị thương đi viện, mặc kệ đã có nhà nước lo, bây giờ phải lo cho những thằng còn lại, cho nó xả láng mấy hôm, nay sống mai nghèo, biết thế nào được. Trong bữa nhậu, anh Bình, quyền xe trưởng nói thủng thẳng: tao nói trước, bọn D1 nó chẳng giữ được lâu đâu, chúng mày cứ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nó mà bục chốt là tụi mình phải lên lấy lại đó. Mỗi một đơn vị đều có những cái dớp mà khó có thể giải thích rõ ràng, rành mạch bằng lời được. Tiểu đoàn 1 của trung đoàn tôi chốt chặn rất kém, cũng những con người ấy, vũ khí, trang bị ấy, thế mà cứ động chốt là lại bị bung. Mà chốt đã bị bung, đơn vị nào phải đánh chiếm lại rất khổ. Máu phải đổ ra nhiều hơn so với đánh chiếm lần đầu. Cả bàn nhậu lặng đi một lúc. Anh truyền y tá ôn tồn: mày nói làm gì cho anh em nó mất vui? Lúc nào trên bảo đánh thì ta đánh. Việc của chúng ta là đánh, lo trước làm gì cho mệt xác. Chỉ ngày hôm sau, sau bữa nhậu buổi chiều, chúng tôi được lệnh lên đường. Có lẽ nào lời nói của anh Bình Trắng đã thành sự thật. Nhưng thật ra không hẳn như vậy. Buổi trưa hôm ấy, một xe dép chở tốp cán bộ tham mưu quân đoàn đi qua nơi nghỉ ngơi của chúng tôi, lao lên chốt chi phu. Người lái xe cứ dõi theo đường dây thông tin hữu tuyến dải ven đường mà đi. Mải nói chuyện, anh lái xe và mọi người không để ý đến đường dây hữu tuyến đã hết từ lúc nào. Bỗng phía trước mặt xuất hiện một thằng lính pốt cầm khẩu B40 lao ra chặn đường. Bỏ mẹ rồi, thì ra xe đã vượt qua tiến tuyển duyên lúc nào không biết. Chiếc xe quay đầu định tháo lui. Không kịp nữa rồi. Ùng, oàng, hai tiếng nổ gần như chập vào một. Toàn bộ tốp cán bộ tham mưu quân đoàn chẳng thoát một ai.
lo rằng trong top cán bộ có ai đó bị thương và bị địch bắt sống, kế hoạch dự định tấn công đánh chiếm nốt Chi Phu và phát triển chiếm cầu Tà Yên sẽ bị lộ. Cấp trên ra lệnh cho Trung đoàn 1 cùng với các đơn vị bạn lập tức lên đường đánh chiếm các mục tiêu như kế hoạch đã dự tính. Chỉ có thời gian là thay đổi. Ngày N, bữa nhậu vừa kết thúc, đại đội chúng tôi lại lên đường. Tôi lại trở về với B của anh Nhạn với khẩu RPD quen thuộc. Và anh lính còn đang trong trạng thái lơ mơ, đi trên bờ ruộng mà thỉnh thoảng lại loạng choạng bổ nhào xuống ruộng lõm bõm nước. Tiếng cười vẫn rộ lên. Chúng tôi lại nhằm hướng Nam, nơi có con lộ nhỏ không tên vừa đánh bữa trước. Trời tối, chúng tôi tập trung lại một căn nhà nhỏ ở Phumprey Corky. Sau khi chính trị viên tiểu đoàn phổ biến nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, anh đứng trên một mô đất cao nói với chúng tôi: đợt chiến đấu sắp tới sẽ diễn ra rất quyết liệt, tính bất ngờ có thể không còn nữa. Nhưng tôi xin hứa với các đồng chí cứ yên tâm chiến đấu. Nếu đồng chí nào chẳng may hy sinh, chúng tôi dù rằng phải hy sinh thêm 3-4 đồng chí nữa để mang xác các đồng chí về, chúng tôi cũng quyết không để các liệt sĩ nằm lại trận địa. Trong chiến đấu với người lính, cái sợ nhất có lẽ là bị đồng đội bỏ rơi mình nằm trong tay địch, dù còn sống hay đã chết. Nghe chính trị viên nói vậy, chúng tôi cũng yên lòng phần nào. Do kết quả của những bữa ăn xả láng vừa qua, bụng tôi lại có vấn đề. Thật chết vì cái mềm, vì cái mồm, người mệt dã rời. Đêm ấy, tôi ngồi gác để cho anh Nhạn và thằng Màu, người Tam Đảo Vĩnh Phúc, lính mới tò te, được bổ sung vào bê tôi thay thằng Minh, ngủ trước. Đang gác, người tôi bỗng lạnh run, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, chân tay run lẩy bẩy. Bỏ mẹ, sốt rét rồi. Từ chỗ tôi ngồi gác vào đến hầm thùng nơi anh Nhạn đang nằm chỉ có khoảng chưa đến chục mét mà tôi bò mãi mới đến nơi. Tôi thì thào báo cáo với anh Nhạn. Anh Nhạn ra gác thay cho tôi và bảo tôi vào hầm nằm. Thằng Màu lấy hết màn, tăng, ni lông đắp lên người tôi, lấy hai viên quinin cho tôi uống. Vẫn run cầm cập. Thằng Màu liền đè cả người nó lên người tôi cho ấm. Ôi, cái tình đồng đội sao mà ấm áp thế, đáng quý thế. Màu ơi, bây giờ em ở đâu? Sáng hôm sau, người tôi ê ẩm, dã rời, các khớp xương như muốn long ra từng đoạn. Cơn sốt đã dứt, nhưng tôi vô cùng mệt. Tôi liền báo cáo với anh Nhạn, xin phép cho tôi được về cứ anh nuôi nghỉ ngơi ít ngày cho lại sức. Anh Nhạn trầm ngâm một lát, rồi động viên tôi. Thọ ạ, nếu bên mình còn nhiều người thì anh sẽ đồng ý cho em về cứ ngay. Nhưng em xem, cả B bây giờ chỉ còn có 3 anh em. Nếu em về nghỉ thì còn mỗi anh và thằng Màu ua ua. Nó chưa đánh đấm bao giờ. Thôi, em cố gắng một chút nhé. Em đưa khẩu RPD cho anh. Còn em cầm lấy khẩu M79 này cho nhẹ. Chúng tôi không ngờ rằng trận đánh chiếm Chi Phu lần này lại nhàn đến vậy. Khi tiểu đoàn 3 lên đến nơi, các đơn vị bạn đã giải quyết xong. Chúng tôi thong thả hành quân hướng về cầu Tà Yên. Người mệt mỏi dã rời sau trận sốt rét. Tôi đi rất chậm và nghỉ liên tục. Mãi đến trưa, chúng tôi mới lên đến nơi. Do anh nuôi không thể được cơm kịp, thì chúng tôi dừng chân bên một căn nhà nhỏ cạnh cầu Tà Yên để nấu cơm ăn trưa. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi rẽ xuống con đường nhỏ bên tay trái hướng về Fulbright. Chiều tà thê lương, vắng lặng, không một tiếng súng. Không gian quánh đặc mùi tử khí. Chốc chốc, chúng tôi lại bắt gặp những xác người. Là địch hay dân nhỉ? Xác trâu bò, hoặc vừa chết, hoặc chết lâu, đã bốc mùi sặc sụa. Vòng vèo mãi, đến lúc trời tối mịt, chúng tôi mới đến được Bray Army. Mệt dã rời, cả trung đội, mà cũng chỉ còn có 3 mống. Chui vào một căn lều sát ngay bên đường, chẳng kịp mắc võng, tôi lăn ra đất ngủ một mạch. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới nhận ra cả bọn nằm ngủ ngay trong chuồng bò, phần vẫn còn đầy trên mặt đất. Chúng tôi thay nhau đi đào hầm, xác định vị trí của xạ kích. Buổi chiều, sang C-14 tìm thằng Long xem nó có ổn không. Hơn nửa tháng đánh liên miên cũng chẳng kịp để ý đến nhau nữa. Đang đi, bỗng thấy tiếng gọi, Thọ ơi ý ới.
Hóa ra bọn thằng Trương bên C12 hay là C13 nhỉ? Ở phố ngõ trạm, chúng nó vừa bắn chết mấy con trâu. Thấy tôi, chúng nó gọi vào để ăn thịt trâu luộc chấm với muối ớt. Anh em xa lâu ngày nay gặp lại, tay bắt mặt mừng, vui quá thể. Sao chúng mày không xào thịt lên, ăn có phải ngon hơn không? Tôi hỏi. Làm gì có mỡ, mắm muối, thôi cứ luộc lên, mỗi thằng một tảng. Thịt nhiều vô kể, cả mấy con trâu, chúng nó chỉ xẻo lấy có mấy cái đùi sau và tim gan, còn thì vứt tắt, thật phí của giời. Hôm sau, chúng tôi nghỉ ngơi và bổ sung thêm trang bị. Tôi nhận khẩu B40, còn khẩu RPD giao lại cho thằng Màu. Tôi hướng dẫn cho Màu cách tháo lắp, cách sử dụng khẩu súng. Thằng Màu thủ thỉ kể cho tôi về gia đình, về bản thân nó. Đang ở nhà chăn trâu, nó phải đi bộ đội. Huấn luyện chỉ hơn một tháng, đã phải lên đường vào đây. Nó chưa được bắn một phát súng nào. Nó bảo tôi. Anh ơi, lúc nào các anh chạy, anh nhớ bảo em với nhé. Yên tâm đi, nhưng mà sao phải chạy? Tôi lên giọng. Thì em nghe mấy anh bảo, thỉnh thoảng mình vẫn bị miên nó đánh cho chạy re kèn mà. Tôi bảo nó mang súng ra ngoài hầm phía sau. Lúc nào nghe thấy tiếng súng bọn miên bắn thì cho nó bắn thoải mái. Lúc nào nghe tiếng súng mà nó hết thấy sợ thì thôi. Đến khoảng nửa đêm hôm ấy, đại đội chúng tôi được trinh sát trung đoàn dẫn đi đánh phối thuộc với trung đoàn 2. Đêm tối như hũ nút, tôi cứ bì bõm bước thấp bước cao, theo sát anh Nhạn đi phía trước. Cứ có lệnh nghỉ tại chỗ là tôi đặt địch giá đạn xuống đất, không thèm tháo nó ra khỏi vai và tranh thủ nhắm mắt. Buồn ngủ quá trời, chúng tôi đi theo một bờ đê của con sông chạy về thị xã Sveiren. Đang vừa đi vừa ngủ, gà gật bỗng. Bùm! Tôi phi cả người xuống sông. Thằng Màu vội vàng kéo tôi lên. Xung quanh, nó cứ bịt mồm cười khủng khục. Chính sát trung đoàn không bắt được liên lạc với trung đoàn 2. Chúng tôi lại quay về vị trí cũ. Đêm hôm sau cũng vẫn như vậy. Chúng tôi cứ ra đi lúc nửa đêm và về lúc gần sáng. Sáng hôm sau, anh Nhạn cào nhau với tôi. Đi đột ban đêm mà giày của mày cứ lép nhà lép nhép, lộ bố nó mất. Nhưng nước nó cứ tràn vào giày của em, đi nặng trình trịch. Tôi cãi. Đù má, mày ngu lắm. Lấy dao chặt ngay cái mũi giày đi con ạ. Nước có vào, chỉ cần chống mũi giày lên là ra hết. Lại một bài học bổ ích cho tôi. Tôi và thằng Màu lập tức thực thi mệnh lệnh. Chiều ngày 6 tháng 7 năm 1978, trời mưa tầm tã, trung đoàn tôi vừa được lệnh đánh lên chiếm khu nhà tôn nằm ở dải đất cao nhô lên ở phía trước Fulbray Ampi. Vừa lên được khoảng hơn 100 mét, bọn địch đã phát hiện thấy chúng tôi. DK, B40, B41, đạn nhọn của chúng bắn xối xả vào đội hình của ta, không thể lên được. Sau hơn một tiếng nằm úp mũ lên, che mặt ngủ giữa trời mưa, chúng tôi được lệnh rút về vị trí cũ. Chiều hôm sau, hội nghị quân chính đại đội được tổ chức. Anh Han, Đen, người Thanh Hóa, lính 74, nguyên bê trưởng của 82 bên C14, được điều về thay anh Bình Trắng, vừa bị thương hôm trước làm đại đội trưởng. Anh Han, người to cao và đen, nói năng mạnh mẽ, dứt khoát chứ không nhỏ nhẹ như anh Bình. Hội nghị trình bày phương án tác chiến của ngày mai. Ngày mai chúng tôi sẽ vẫn đánh lên khu nhà tôn phía trước, nhưng phương án có sự thay đổi. Bên phải chúng tôi, trung đoàn 2 đảm trách, khu vực giữa là trung đoàn 3, bên tay trái là trung đoàn Vàm Cỏ. Trung đoàn của tôi là dự bị của sư đoàn, tiểu đoàn 3 là dự bị của trung đoàn, còn C11 của tôi là dự bị của tiểu đoàn. Trợ chiến gồm có 4 chiếc M113 của lữ 22, pháo 155 của quân đoàn 300 quả, 2 khẩu 105mm, 2 khẩu 85mm nòng dài, 2 khẩu 37mm của sư đoàn, hạ nòng bắn thẳng. Quá chuẩn, thế thì chúng mày có mà nát như tương. Đại đội tôi là dự bị của dự bị của dự bị. 3 lần dự bị thì chỉ có mà ngồi chơi xơi nước, tôi sung sướng thầm nghĩ. 5 giờ 30 sáng, ngày 8 tháng 7 năm 1978, tiếng pháo quân đoàn, sư đoàn đồng loạt nổ. Tôi ngồi thu lu cùng đồng đội trên lũy đất mọc toàn cây le, nhìn thấy toàn cảnh của trận chiến, còn hay hơn cả xem phim giải phóng của Liên Xô. Ùng, 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 oàng, 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 pháo ta nện dữ dội,
Tiếng 105 ly âm nặng nề, tiếng 85 ly thì thẳng căng đanh đanh sắc, tiếng 37 ly dồn dập. Những chớp lửa nhằng nhằng giật bay mái tôn, khói bốc lên cuồn cuộn. Chà chà, quá sướng, quá hay, quá đã. Phát này thì chúng mày phải nát như tương bần. Pháo vừa chuyển làn, xe M113 lừ lừ tiến sâu bộ binh của trung đoàn Vàm Cỏ. Hai trung đoàn 2 và 3, bộ đội cũng bắt đầu xung phong, thoát ẩn thoát hiện sau những cây thốt nốt. Nhưng sao thế kia, một M113 bị DK của địch bắn cho tung xích. Bộ đội lao lên rồi ngã xuống. Ôi, sao bị nhiều thế kia, ngã nhiều quá. Các đơn vị vận tải lao lên khiêng, vác thương binh tử sĩ về tuyến sau. Đang mải chăm chú xem phim, tôi bỗng nghe tiếng thông tin. Hai với kép đứng cạnh tôi. 919-001, 919-001. Thôi bỏ mẹ rồi, mã 919-001 là ký hiệu của đại đội tôi. Chắc có khó khăn nên đơn vị dự bị phải vào trận rồi. Mà cái trò đánh đã không thắng thì dự bị phải lao vào chỗ đang khó khăn nhất. Dĩ nhiên, tôi xốc giá đạn lên vai, tay xách thêm một quả B40. Anh Han dẫn chúng tôi lao ra hướng của trung đoàn 3. Tuyến tiến công vướng toàn sình lầy, chúng tôi cứ phải lao men theo bờ ruộng. Thảo nào mà bộ đội bị thương vong nhiều như vậy. Bọn địch cứ nhằm bộ đội ta đang di chuyển rất chậm do vướng sình mà bắn. Lại ngã rồi, lại ngã rồi. Tôi lao lên nằm thẳng phía trước. Ùng, oành, tôi nổ súng. Tay tôi ù đặc, nhớ lời anh Nhạn dặn, tôi làm luôn phát nữa. Thông tay rồi. Bắn B40, B41 khi vào trận là cứ phải làm liền hai phát để thông tay. Rút kinh nghiệm đã được chứng kiến, tôi không chạy theo bờ ruộng vì sợ bị địch bắn tỉa. Bà chúng tôi lội ào xuống sình, chạy tản ra. Phập, phập, phập. Chiếu, chiếu, chiếu. Đạn đại liên của địch xiên vèo vèo trước mặt. Tôi lấy quả đạn của thằng Màu đang cầm ngắm nắm ngay vào nòng. Nhìn thấy ổ đại liên của địch đang nhả đạn, tôi bóp cò. Ùng, đoàng, trượt mẹ nó rồi. Tôi nằm cúi đầu xuống ven bờ ruộng. Phập, phập, phập. Chiếu, chiếu, chiếu. Đạn đại liên của địch cày ngay trước mặt tôi. Chắc thằng này đã nhìn thấy tôi rồi. Không thể di chuyển đi đâu được vì xung quanh toàn sình lầy. Nằm đây chắc chết quá, tôi thầm nghĩ vậy. Lại phập phập, chíu chíu. Cầm tôi bỗng giật lên. Thôi bỏ mẹ, dính rồi, máu chảy đỏ ngực áo. Anh Nhạn, em dính rồi. Tôi vừa nhỏm dậy định rút thêm một quả đạn thì bụp. Tôi thấy toàn thân tê dại. Một viên đại liên nữa của địch phá nát bàn tay phải của tôi. Tôi hét, anh Nhạn, em lại bị viên nữa. Nằm im đấy, tao sẽ sang băng cho. Đủ má, sao trận này dính nhiều thế này? Anh Han xây trưởng thấy tôi bị thương, liền trồm sang với ngay khẩu B40 của tôi lắp đạn và bóp cò. Ùng, oàng, tiếng đại liên địch im bặt. Quá đau, tôi thò tay còn lại rút con dao găm chiếm lợi phẩm mà tôi rất quý. Cắt tất cả dây đeo giá đạn, bỏ luôn cả túi mìn Claymore. Trong đó có sổ sách, đồ dùng cá nhân, cả con dao quý báu của tôi nữa. Vứt, vứt hết. Tôi nghe tiếng anh Nhạn hét ầm lên. Đù má thằng Han nhé, mày làm cháy hết người ông rồi. Thì ra, trong khi đang loay hoay để bò sang chỗ tôi, anh Nhạn đã bỏ ngay sau khẩu B40, đúng lúc anh Han nổ súng tiếp. Cả quăng lửa trùm lên lưng anh Nhạn. Anh Han hét. Chửi con cờ mày. Mày và thằng Thọ băng bó xong, cố chạy về chiến tuyến đi. Nằm đây đợi vận tải thì có mà toi cả nút. Anh Nhạn lao đi, cái áo đã bay đi cả mảng, để trần ra tấm lưng đỏ như tôm luộc, da lợt từng đám trông dễ sợ. Tôi tê dại cả nửa người, nhưng nằm đây thì chết là cái chắc. Tôi cố gắng vùng dậy, cứ theo bờ ruộng chạy về. Bọn địch chắc nhìn thấy tôi, liền bắn theo chiu chiu. Vừa nhìn thấy hầm cối 60 của đại đội, tôi phi cả người lao xuống. Bọn ở cối 60 giúp tôi băng lại vết thương ở cằm và ở tay. Một viên trượt qua xé rách cằm, một viên xuyên qua lòng bàn tay, phải làm toác lòng bàn tay và cổ tay tôi. May rồi, nếu viên ở cằm mà dịch thêm chút nữa thì có mà đi buôn hoa quả sớm. Hóa ra, ở đời chết cũng không phải dễ.